Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái mô hình nuôi heo. Tổng đàn là gần 100 con. Thì ước tính cái giá trị của chuồng heo này phải là lên đến 200 triệu lận. Đây. Thì hiện tại là có hai đàn heo lớn. Cũng tầm mỗi con là tầm trên 50 kg các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn hình ảnh các bạn là thấy heo rất là to. Bên này một chuồng nữa. Thì dự kiến là hai chuồng heo này là sẽ nuôi tới cỡ tầm 60 kg là sẽ xuất chuồng. Thì các bạn cứ nghĩ đi. 60 kg mà với cái giá heo hiện nay là cho giá là 80.000. Thì vị chi là hai chuồng này cũng là hơn 100 triệu các bạn. Còn bên này, ở đây là hai dãy ao chuồng. Heo này là trên 30 kg nè các bạn. Bạn thấy heo rất là đã. Còn bên đây là 7 con heo. Heo này vị chi là cũng trên 15 kg rồi các bạn. Hả? Heo rất là nhiều. Còn cái dãy chuồng phía trước này là ngăn làm hai. Đã, các bạn thấy heo con không? Rất là nhiều heo con. Đó. Heo con. Đó, đây là heo con. Đó. Thì đây là cái mô hình của thằng em tôi đó các bạn. Đó. Nó nuôi từ bữa cái đợt hết dịch cho tới bữa nay. Ban đầu nó nuôi 10 con. Rơi vào bữa tháng tháng 2 dương lịch thì phải. 2 tháng 3 dương lịch gì đó. Thì cho tới ngày hôm nay là tháng tháng 5, cuối tháng 5. Và nó gầy lên được số lượng chuồng heo trong này là gần cả 100 con các bạn. Gần cả 100 con. Thì các bạn nghĩ đi. Đây cũng là một cái tính tới hiện định, thời điểm hiện tại là một cái lợi nhuận khá là lớn. Khá là lớn. Thì ở nhiều video trước tôi cũng có chia sẻ với các bạn là mô hình nuôi heo ở cái thời điểm hiện tại này thì là một cái cơ hội để chúng ta có một cái thu nhập khá là tốt. Là tốt. À. Thì cách thức của nó đang áp dụng tức là khi nó xuất một một bầy thì nó sẽ mua lại hai bài đó, tức là nó sẽ đôn lần lên như vậy cho tới ngày hôm nay. Là các bạn thấy toàn cảnh heo mà tôi đang quay cho các bạn xem là nó dựa vào cái phương pháp đầu tư của nó là liên tục tái đàn đó, tục tái đàn. Thì với số vốn ban đầu không đổi thì nó cứ liên tục tái đàn như vậy, tức là tiền lời nó nằm trong cái chuồng heo này các bạn. Chứ còn tiền lời thì giống và bỏ ra thì chưa có thu vào, nhưng mà tiền lời là từ 10 con heo mà cho tới ngày hôm nay là lên gần cả 100 con. Như vậy là các bạn thấy khủng khiếp như thế nào. Đó. Thì hai cái bài này tôi ước tính là nếu như xuất chuồng là sẽ với giá mà tính theo thời điểm hiện tại giá heo đang 80 hoặc 85 gì đó thì sơ sơ là hai cái bài này cũng đã là trên 100 triệu rồi. Đó. Thì nó bán cái bài này thì tiếp tục nó sẽ tái đàn tiếp. Đó. Thì sẵn tiện quay chia sẻ cho các bạn với một cái mô hình nuôi heo theo phương pháp là liên tục tái đàn. Thì nó cho một cái kết quả
À, tôi nghĩ là từ tháng 2 cho tháng là tháng 2 đi cho đến tháng cuối tháng 5 này là 3 tháng thì nó tái đàn cực kỳ là nhanh. Nuôi heo bây giờ nó nhanh lắm các bạn, chủ yếu là cho ăn bột. Nếu như được giá là 1 tháng hoặc là tháng rưỡi là chúng ta có thể xúc được rồi, xúc được. Thấy không? Đồng thời là cái sắp xếp mà nuôi heo như này thấy rất là hợp lý. Thứ nhất là về về trùng phân, về thoát nước, chủ nhà bố trí rất là tốt các bạn. Chung là trùng lúc nào cũng khô ráo, thoáng mát. Trong tất cả các bài thì cái bài này là tương đối là chậm lớn các bạn, còn những cái bài này lớn rất là nhanh, thì cũng tùy theo cái đàn các bạn, và cũng tùy theo cái tay người nuôi nữa. Như bài heo này cực kỳ là nhanh lớn, bài heo này là cỡ hơn 2 tháng mấy ngày các bạn, thế là nó đã đạt trọng lượng là gần 60 kg rồi các bạn. Hai bài heo này cực kỳ là mê, thấy rất là đã. Rồi thì video này chủ yếu là chia sẻ với các bạn như vậy một cái mô hình nuôi heo cho một cái lợi nhuận khá là tốt, có thể nói là siêu lợi nhuận các bạn. Đối với tôi là tôi thấy là siêu lợi nhuận. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Qua chia sẻ với các bạn như vậy.